Chào anh ạ. Dạ, em chào chị ạ. Em giới thiệu với chị, em là Sơn. Em ở bên công ty máy hút bụi siêu khỏe, cao mạnh. Dạ, nay công ty em có sản phẩm... Xin lỗi nhá, nhưng mà mình không có nhu cầu ấy. Dạ, em chào chị ạ. Vẫn là em ạ. Em bên công ty máy hút bụi siêu khỏe cao mạnh. Nên em có sản phẩm... Mình đã nói là mình không có nhu cầu rồi mày lại... Đây, đây! Chị ạ, lại là em ạ. Dạ. Em bên công ty máy hút bụi siêu khỏe cao mạnh. Ta nói là không có nhu cầu rồi mà. Dạ, em biết cái nhịp đóng cửa này của chị rồi. Chị ơi, chị cho em vào nhà. Em giới thiệu sản phẩm một tí đi. Chị nhá, chị cho em cơ hội đi. Dạ, em đang cần chạy KPI với công ty chị ạ. Đây, đây, thôi chị cứ cho em cơ hội. Đây, em nói có sách mách có chứng. Chị nhá, cái máy này nó hay lắm chị ạ. Đây chị, để cho em làm cho chị xem. Chị không thích ý, thì chị không cần phải mua. Chị nhá, đây, bên công ty em là thế mà chị. Cái gì đấy? Đây là phân chuột thôi. Ôi, sao anh lại vãi phân ra nhà tôi thế? Dạ, có thế thì em mới quảng cáo được chứ chị. Ê. Chị cứ yên tâm, máy của em nhá. Phân chuột hay là bất cứ ý cái gì ơi. Nó gặp trên đường đi của nó sẽ hút sạch luôn. Ê. Kể cả mùi nó cũng hút hết chị ạ. Nếu mà máy này hút không sạch thì làm sao? Ui dồi ôi, máy này nó hút mà không sạch thì em ăn hết cho chị xem luôn. Nhưng chị chưa gì đã phải lo. Chỉ có chuyện máy hút sạch. Đây để em làm cho chị xem. Ồ, không chắc cái sao? Đổi. Đổi cái ổ, xong cái gì đâu mà. Chị cứ bình tĩnh chị nghe. Em làm. Nhà chưa đóng tiền nên bị cắt điện rồi. Nhà không có điện hả chị? Thế gì ạ? Vừa nói cái gì? Em vừa nói là máy mà hút không hết thì em ăn hết ấy này. Nói lời phải giữ lấy lời. Chúc ngon miệng nhá. Anh làm gì giờ này mới về? Ôi trời, anh đi làm tăng ca. Tăng ca. Thế anh không tăng ca thì công ty anh phá sản mất à? Em lẩu bảo ít, anh đang mệt đấy nhá. Thế anh nghĩ em ở nhà không mệt à? Đấy, nhà cửa, con cái, nấu nướng, anh tự đi mà làm. Từ giờ em sẽ không nói một lời nào nữa. Em nói ít, im luôn thì cũng được. Anh nói cái gì? Anh bảo em im mồm đi. Anh nói em im đi á? Được. Nhớ đấy. Quay nhỉ. Quay không biết ra đâu này. Nhất cái vừa mới đây mà. Cái thạch cốc dai dai vị phô mai mà tôi mua đâu đây. À đây rồi, thằng cu nhà mình nó cứ thích ăn cái thạch cốc dai dai vị phô mai này mà đi tìm mãi chả thấy cả. Đây à.
nhỉ. Cái điều khiển tivi nó đâu nhỉ? Đây rồi. Tìm mãi. Sao lại vẫn cứ căng thế nhỉ? Đây rồi. Anh tìm cái câu nói này. Là sao? Là em bảo em không thèm nói với anh nữa cơ mà. Chính anh nói em im mồm đi. Nói là nói như thế thôi. Chứ vợ chồng giận nhau một chốc một lát thôi. Em cứ chấp nhặt nhau từng tí một như thế thì lấy đâu ra hạnh phúc. Thế bây giờ anh muốn thế nào? Muốn thế này chứ còn thế nào nữa. Chào thằng trai trai, nghe là thích.